Tuổi đẹp làm nhà 2028. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tuổi đẹp để làm nhà vào năm 2028. Theo phong thủy, việc chọn tuổi làm nhà rất quan trọng, giúp mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho gia chủ. Hãy cùng xem những tuổi nào được xem là đẹp và phù hợp để làm nhà trong năm 2028 nhé. Tuổi Nhâm Thìn 1952. Người sinh năm Nhâm Thìn 1952 không gặp hạn tam tai, hoàng ốc hay kim lâu trong năm 2028. Đây là tuổi lý tưởng để xây dựng hoặc sửa sang nhà cửa, mang lại nhiều may mắn và thuận lợi. Tuổi Quý Tỵ 1953. Tiếp theo là tuổi Quý Tỵ 1953. Tương tự, người tuổi này cũng không bị ảnh hưởng bởi tam tai, hoàng ốc hay kim lâu, nên rất thích hợp để khởi công xây dựng nhà mới trong năm 2028. Tuổi Kỷ Hợi 1959. Người sinh năm Kỷ Hợi 1959 cũng không gặp hạn tam tai, hoàng ốc hay kim lâu vào năm 2028. Đây là một trong những tuổi được khuyến khích làm nhà để mang lại vận may và tài lộc. Tuổi Tân Sửu 1961. Tuổi Tân Sửu 1961 cũng là một tuổi đẹp để làm nhà trong năm 2028. Không gặp hạn tam tai, hoàng ốc hay kim lâu, người tuổi này có thể yên tâm khởi công xây dựng. Tuổi Mậu Thân 1968. Người sinh năm Mậu Thân 1968 không gặp hạn gì trong năm 2028, nên rất phù hợp để tiến hành các công việc xây dựng nhà cửa, đảm bảo sự hanh thông và phát đạt. Tuổi Canh Tuất 1970. Tuổi Canh Tuất 1970 cũng nằm trong danh sách những tuổi đẹp để làm nhà năm 2028. Không bị ảnh hưởng bởi các hạn tam tai, hoàng ốc hay kim lâu, đây là thời điểm tốt để gia chủ khởi công xây dựng. Tuổi Tân Hợi 1971. Người sinh năm Tân Hợi 1971 không gặp hạn tam tai, hoàng ốc hay kim lâu trong năm 2028. Đây là một năm lý tưởng để làm nhà, giúp gia chủ thu hút được nhiều vận may. Tuổi Đinh Tỵ 1977. Tuổi Đinh Tỵ 1977 cũng là một tuổi đẹp để xây dựng nhà cửa trong năm 2028. Không gặp hạn gì, gia chủ có thể tiến hành khởi công mà không phải lo lắng. Tuổi Canh Thân 1980. Người sinh năm Canh Thân 1980 không gặp hạn tam tai, hoàng ốc hay kim lâu vào năm 2028. Đây là một trong những tuổi được khuyến khích làm nhà để mang lại vận may và tài lộc. Tuổi Kỷ Tỵ 1989. Người sinh năm Kỷ Tỵ 1989 không gặp hạn gì trong năm 2028, nên rất phù hợp để tiến hành các công việc xây dựng nhà cửa, đảm bảo sự hanh thông và phát đạt. Tuổi Ất Hợi 1995. Người sinh năm Ất Hợi 1995 không gặp hạn tam tai, hoàng ốc hay kim lâu trong năm 2028. Đây là thời điểm tốt để làm nhà, mang lại nhiều may mắn và thuận lợi. Tuổi Giáp Thân 2004. Tuổi Giáp Thân 2004 cũng là một tuổi đẹp để làm nhà trong năm 2028. Không bị ảnh hưởng bởi các hạn, gia chủ có thể yên tâm khởi công xây dựng nhà cửa. Tuổi Đinh Hợi 2007. Người sinh năm Đinh Hợi 2007 không gặp hạn gì trong năm 2028, nên rất phù hợp để khởi công xây dựng nhà mới, mang lại nhiều vận may và tài lộc. Tuổi Kỷ Sửu 2009. Cuối cùng là tuổi Kỷ Sửu 2009. Người tuổi này cũng không bị ảnh hưởng bởi tam tai, hoàng ốc hay kim lâu trong năm 2028, nên có thể yên tâm làm nhà. Vậy là chúng ta đã điểm qua những tuổi đẹp để làm nhà trong năm 2028. Hy vọng video này sẽ giúp bạn có thêm thông tin để lựa chọn thời điểm tốt nhất cho công việc xây dựng của mình. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin phong thủy hữu ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại!